hướng dẫn lắp phanh ABS một kênh cho WinX. Trên màn hình các bạn, đây là lúc mà mình tháo bánh ra nè, tháo những ốp đĩa này ra. Trên bộ ABS của mình thì sẽ có một cái đĩa như mình đang cầm trên tay đây ha. Rồi mình thả đĩa này lên, anh em sẽ dùng chính con ốc đĩa zin. Ốc đĩa nó luôn luôn phải có keo nha anh em, mục đích là cho cái keo này nó giữ con ốc đĩa chắc vào trong cái mâm để không có bị bung ra, để đảm bảo an toàn cho chúng ta di chuyển ha. Sau đó chúng ta siết ốc lại, sau đó chúng ta siết cứng lại các bạn ha. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành mình tháo cái bát heo zin ra. Trong cái bộ anh ABS này thì mình sẽ có gửi cho các bạn kèm theo một cái bát CC. Các bạn sẽ tiến hành tháo cho mình hai con ốc mà mình đang quay cho các bạn xem ha. Mục đích là chúng ta sẽ sử dụng lại hai con ốc này. Và đây là cái bát CC các bạn ha. Đó, ráp lại. Bát CC này thì mình thiết kế dành cho winner gắn như zin và sử dụng là heo zin và đĩa zin các bạn ha. Sau khi gắn lại thì các bạn cứ siết cứng lắp hai con ốc này thật là cứng lại cho mình. Sau đó chúng ta dùng mỡ bò để bôi vào trong hai cái trục này, mục đích là để cho cái heo nó nhẹ nhàng, lúc mà nó di chuyển ra vô nó nhẹ nhàng các bạn ha. Lúc này thì anh em gắn bố thắng vào. Đó, gắn con ốc này lại. Ốc này là ốc để chúng ta khóa cái bố thắng các bạn ha. Nó siết cứng lại. Tách cái bố thắng ra để mà đưa cái đĩa vào nó dễ nhàng. Bát này mình thiết kế dành cho winner cho nên chúng ta gắn như zin các bạn ha. Không có chế cháo gì cả. Rồi, dùng hai ốc siết lại. Quay bánh rất là nhẹ nhàng các bạn này. Đó, quay bánh bóp thẳng này các bạn thấy không? Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta sẽ tiến hành chuyển qua cái khâu tiếp theo, là chúng ta gắn cái bơm ABS vào trong cái vị trí của cái sườn xe. Đây là cái vị trí mình treo cái bơm nha. Đây là cái vị trí mình siết ốc này. Và lưu ý giùm mình là cái dắt điện lúc nào cũng quay xuống dưới các bạn, có chiều hướng quay xuống dưới nha. Chúng ta gắn dắt điện vào này. Đó. À, mình gắn thử cái chó đèn lên xem nó có cấn không. Ok các bạn ha, như vậy là gắn cái chó đèn lên bình thường, không cấn vướng gì hết. Rồi chúng ta đã hoàn thành cái bước ráp cái bơm lên trên xe rồi. Lúc này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tiếp theo những cái bước đi tân sửa dây điện nha. Cái dắt mà mình đang cầm trên tay đây là cái dắt để chúng ta lấy vào vuông sau khóa. Thì anh em sẽ tiến hành là luồn theo cái cổ cho mình ha. Sau đó thì anh em sẽ gắn vào cái vị trí là công tắc phanh. Đây, ngay cái chỗ cái kềm mình đang cầm là cái dây màu nâu này nè, là cái dây dương sau khóa của cái xe. Anh em sẽ tiến hành lấy cái lưỡi này chúng ta gắn vào trong cái dây màu nâu. Và sau đó anh em sẽ tiến hành là gắn lại vào trong xe. Chúng ta gắn vào trong cái lưỡi trên zin của công tắc phanh. Đây gọi là công tắc phanh nha anh em, xe nào nó cũng có cái công tắc này nhé. Cái dây tiếp theo đó là dây màu đỏ, dây dài nhất trong cái bộ dây. Thì dây này chúng ta sẽ luồn theo cái dây côn cho mình nha, đi dọc theo sườn xe đi xuống ha. Đây là khu vực bình ắc quy của xe WinX. WinX V1, V2, V3 đều giống nhau các bạn ha. Và chúng ta mở cho mình cái cọc dương, cọc cộng của ắc quy nha các bạn. Sau đó thì anh em sẽ luồn vào trong cái bọc cao su màu đỏ này. Và chúng ta lưu ý là để cho mình cái dây của mình nằm ở dưới cái bát zin nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Có cái dây của mình nằm ở dưới cái bát zin thì chúng ta gắn vào nó sẽ ôm sát vào trong bình ắc quy và có cái điểm tiếp xúc tốt nhất ha. Rồi sau đó chúng ta siết ốc thật là cứng lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái bước ráp cái cọc dương ắc quy cấp nguồn cho bơm ABS hoạt động ha các bạn ha.
mình sẽ rút dây điện này vào trong cái bát sắt chứ không rút vào trong dây côn nha anh em, mà mình sẽ rút cái dây điện cố định vào trong cái bát sắt. Và đây là cái dây ngắn nhất trong bộ xe, có cái khoang mát như thế này thì chúng ta tiến hành gắn vào trong khung xe cho mình. Ở chỗ này thì mình sẽ tìm được cái vị trí, đó là một con ốc ngay chỗ cái vị trí của cái ốp sườn, đó nó đang tiếp xúc với sườn, mình sẽ tháo con ốc này ra. Cái dây này chúng ta luồn dọc để dưới cái bát nhựa và anh em siết ốc lại ha. Sau khi ráp điện xong thì các bạn sẽ tiến hành ráp cảm biến ABS. Đây là cái vị trí mình ráp cảm biến ABS đây các bạn, như zin nha. Và các bạn cho cái khe hở của cảm biến này là nó khoảng tầm trong vòng 1mm. Bên cạnh đó thì mình có gửi cho các bạn kèm những cái dây rút. Đó, đây là cái sợi dây rút mà để và cố định được cái sợi dây cảm biến vào trong cái dây dầu. Rất là zin, rất là chắc chắn và đẹp, thẩm mỹ các bạn ha. Gắn cái dắt ABS lại nữa là xong. Vừa rồi các bạn đã gắn xong cái phần điện cho cái ABS một kênh rồi. Lúc này thì chúng ta sẽ tiến hành gắn dây dầu ha. Đầu tiên là các bạn sẽ tiến hành tháo cho mình cái dây dầu zin của xe. Và tại sao mình sử dụng lại dây dầu zin? Vì là nó đã có những cái vị trí gắn rất là đẹp rồi. Chúng ta chỉ cần rút ra và chúng ta quay nó xuống dưới thôi các bạn, không có ảnh hưởng gì tới cái quá trình hoạt động của nó cả. Và dây dầu zin thì các bạn biết rồi, rất là bền. Mình có gửi kèm cho các bạn hai con ốc dầu. Chúng ta sẽ tiến hành gắn cái đường dầu từ đây, là đường dầu dưới heo cho các bạn ha. Từ heo đi lên thì chúng ta sẽ tiến hành gắn vào vị trí này. Đó, mình đang gắn đó. Gắn xong chúng ta siết cứng ốc lại luôn. Cái khoang đồng này thì các bạn sẽ nhớ là quấn băng keo non cho mình nha. Quấn băng keo non sau đó chúng ta siết vào để đảm bảo là không có bị xì dầu nha các bạn. Đó, đây là cục băng keo non các bạn ha. Rồi, chúng ta siết cứng lại. Sau đó thì anh em sẽ tiến hành là gắn cho mình cái dây dầu mà mình đã gửi sẵn cho anh em. Dây dầu này thì ngắn thôi, nó sẽ dẫn từ tay thắng xuống dưới bơm. Và chúng ta sẽ tiến hành gắn vào vị trí này. Mình gọi là vị trí đầu vào nha, tức là từ tay thắng vào. Đó, và cái đầu còn lại chúng ta sẽ tiến hành là dùng chính con ốc zin của xe mà mình đã tháo ra, chúng ta gắn lại vào vị trí của cái cùm tay thắng. Anh em lọc vào trong theo đúng như thế mà như này cho mình nha. Nó rất là ok luôn, gọn gàng. Rồi, như vậy chúng ta ráp dây dầu xong rồi. Dùng dây rút, rút gọn những cái phần dây điện thừa nữa là xong anh em nhé. Còn bước cuối cùng đó là anh em sẽ lấy dầu. Thì nhiều anh em hỏi mình là lấy dầu như thế nào. Anh em cùng quan sát nha. Ở đây thì mình sử dụng một cái bình hút. Mình đổ dầu vào trong cái bình phụ của cái cùm dầu luôn. Và mình sử dụng cái bình hút này này. Đó, để mình hút dầu những cái bọt khí ra. Anh em thấy bọt khí rất là nhiều nha. Và sau khi hút một tí thôi, khoảng vài phút thì đã xong. Và lúc này mình đem đi ra ngoài mình rửa lấy sạch sẽ để cho nó trôi những cái dầu thừa nha anh em, để không ảnh hưởng đến nước sơn zin của xe nha. Mình test nhẹ một cái nè. Lúc này thì ABS đã hoạt động ok rồi anh em ha. Rồi, chúng ta vào trong xưởng để ráp lại toàn bộ dàn áo. Lúc này thì mình đang muốn mod cho anh chủ xe cái đèn báo ABS vào trong cái men zin của đồng hồ luôn, cho nó zin các bạn ha. Bước thử nè. Ok các bạn ha. Đó, đèn báo ABS mình mod vào trong đồng hồ zin luôn. Rất là ok các bạn ha. Thì nếu ví dụ trường hợp mà anh em thấy khó quá không mod được vào trong đồng hồ thì anh em có thể mod vào trong cái vị trí của mình chỉ đó. Đó, ba cái vị trí mà mình chỉ đó ha. Còn đây là hoàn thiện khi mà mình ráp xong. Các bạn thấy không? Rất là đẹp các bạn, rất là zin nha. Khi anh em mua cái xe mà chưa có ABS mà anh em lên thì nó rất là rẻ. ABS hoạt động rất ok nha anh em, bóp thắng cứng luôn nhưng mà vẫn không bị lết bánh nha. Rất là đầm luôn anh em nhé. Đó, anh em thấy không ạ? Không bao giờ có hiện tượng lết bánh luôn, rất là ok. Vừa rồi thì mình giới thiệu và hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta ráp một bộ ABS dành cho xe Winner X V3. Thì cái ABS thì mình có lắp đặt cho tất cả các dòng xe, thì anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên góc màn hình hoặc là địa chỉ góc màn hình nha. Mọi thắc mắc anh em có để lại comment bên dưới thì bên mình sẽ hỗ trợ và tư vấn lắp đặt cho anh em. Rồi, cảm ơn em thật nhiều, thân ái chào tạm biệt.